là một trong những trung tâm thể thao có hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tại Đại Bản Doanh của câu lạc bộ Viettel rất đáng mơ ước với nhiều đội bóng. Trong vai của hướng dẫn viên, Quang Thế Tài sẽ giới thiệu những điểm nổi bật tại trung tâm này. Xin chào các bạn, tôi là Quang Thế Tài, thủ môn câu lạc bộ bóng đá Viettel. Và ngày hôm nay, mời các bạn theo chân tôi khám phá những điều ấn tượng tại trung tâm thể thao Viettel. Địa điểm ở đây nằm cách khá xa trung tâm thành phố Hà Nội. Chính vì vậy sẽ giúp cho các cầu thủ được tập trung chuyên môn tốt hơn. Và không khí ở đây rất là trong lành bởi được bao quanh rất nhiều cây cối. Và đây là vị trí quen thuộc mà tôi hàng ngày cũng đã tập luyện với các đồng đội của mình. Ở trung tâm Viettel gồm có 6 sân bóng để phục vụ cho các lứa từ U13, U15, U17, U19 và U21 cũng như đội 1 tập luyện. Thì ở đây có 2 sân tạo và 4 sân tự nhiên và được luôn luôn được các đội ngũ sân bãi chăm sóc một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Và phía sau lưng tới đây là dãy nhà ở của các huấn luyện viên và vận động viên của trung tâm thể thao Viettel. Tầng 1 là khu ở của các huấn luyện viên và các chuyên gia. Tầng 2 là khu ở của các vận động viên đội 1. Và tầng 3 trở lên là khu ở của các vận động viên đội trẻ. Và ngoài ra còn có các phòng họp, phòng điều trị phục hồi chấn thương và có cả phòng giải trí như bia và chơi game. Đây là một địa điểm cũng không thể thiếu sau những thời gian tập luyện mệt mỏi và căng thẳng để chúng tôi được thư giãn và hồi phục. Đó chính là một khu bể bơi siêu siêu đẹp. Đây cũng là địa điểm nơi mà tôi rất là thích. Nó cũng chẳng khác gì những bể bơi ở những khu resort năm sao cả. Với bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào không thể thiếu được việc tập gym, nhất là đối với một trung tâm đào tạo hàng đầu lớn như Viettel, phải không ạ? Vừa rồi tôi đã dẫn các bạn đi một vòng một số địa điểm tại câu lạc bộ bóng đá Viettel. Nhưng đây mới là nơi tự hào nhất của câu lạc bộ. Đó chính là phòng khánh tiết hay còn gọi là phòng truyền thống. Ở đây lưu giữ những chiếc cúp danh giá, những cột mốc và kỷ niệm, bề dày lịch sử hào hùng của các bậc tiền bối và các lớp lứa hiện tại. Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, quê hương tôi đến những nơi xa xôi, vươn ra đại dương đi bước chân bụi đường, có xa gì đâu những khó khăn, vì không ai là số không, tôi quyết tâm một lòng, sợ chi gió đã qua sông, hãy đưa tôi vào gian nan, tôi sẽ chứng minh rằng người Việt Nam không bao giờ lùi bước, để thấy tôi ở đó một trái tim sục sôi đam mê.
để tôi sống với những khát khao để ngày mai đời khắc ghi tên tôi. Và ngày hôm nay tôi đã dẫn các bạn đi tham quan một số địa điểm nổi bật tại Trung tâm Thể thao Viettel. Và đây là mái nhà thứ hai của chúng tôi. Các bạn hãy ủng hộ, theo dõi và cổ vũ đội bóng Viettel nhé.